Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở phố ẩm thực thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một vị trí mảnh đất mặt tiền gần với phố ẩm thực và gần với trung tâm thành phố Trà Vinh nhất. Mặt tiền đường nhựa, điện nước đầy đủ và cái giá vô cùng phải chăng do chủ đang cần tiền. Full hổ luôn và mua đất sẽ được tặng thêm đất luôn. Đó là một điều rất là thuận lợi cho vị trí mảnh đất ngày hôm nay. Tặng gần hơn 40 mét vuông đất lận. Cho nên những ai muốn mua và muốn sở hữu vị trí mảnh đất này thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline nằm rắp tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người 0909 840707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo, cầm cố, ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Một clip như vậy dao động từ 500k cho tới 1 triệu đồng tùy theo mức độ xa hay gần, và có để số điện thoại trực tiếp của chủ nhà lên bán cùng với người mua hay không. Vâng, mình xin nhắc lại, đường này là đường phố ẩm thực thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh. Tất cả các hoạt động vào ban đêm tại nơi đây rất là vui và rất là nhộn nhịp, cho nên mặt bằng giá cả tại nơi đây hầu như nó dao động khoảng từ 1 tỷ cho tới 1 tỷ 2 một mét ngang đối với mặt tiền phố ẩm thực như thế này. Tại vì đây là khu vực vui chơi giải trí về đêm. Còn đất của chúng ta cách đường này khoảng 100 mét. Nếu mà rẽ theo cái đường nhựa bên tay trái, một hồi bên tay trái có cái đường nhựa rẽ vào, nếu mà chúng ta rẽ vào bên trong đó thì nó cách khoảng 100 cho tới 150 mét. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ đi cái trục đường chính trên cái đường Võ Văn Kiệt, chạy thẳng một hồi đụng ngã ba thì nó sẽ bắt gặp được đường Võ Văn Kiệt nha. Thì đây là cái nơi giao nhau giữa phố ẩm thực và Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt hay còn gọi là đường Dành Đai, và đất của chúng ta cách đường Dành Đai khoảng 150 mét, và nó cách bệnh viện 700 phòng bệnh đã đi vào hoạt động của trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 500 mét, và nó cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 700 mét. 700 mét là mình trừ hao tối đa. Khu vực chợ, trường học, công viên khoảng 1 km đổ lại. Cho nên đây là một cơ hội để chúng ta sở hữu một vị trí mảnh đất mặt tiền nhựa cộng với mặt tiền đan luôn. Cho nên những ai muốn mua và muốn sở hữu hãy liên hệ nhanh gọn lẹ để chúng ta chốt nhanh, chốt lẹ, chốt trong vòng một nốt nhạc nha. Vâng, bây giờ thì đây là cái nơi giao nhau giữa phố ẩm thực và đường Dành Đai. Chúng ta rẽ về bên hướng bên tay phải thì sẽ ra được phường 1, khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh, trường Phạm Thái Bường. Rẽ về bên hướng bên tay trái thì sẽ tới được vị trí mảnh đất mặt tiền đường nhựa này. Và nói tới đây thì những ai muốn mua mặt tiền đường Dành Đai hay còn gọi là đường Võ Văn Kiệt thì mình có một nền mặt tiền đang cần rao bán. Nó thuộc phường 1 thành phố Trà Vinh. Cái giá của mặt tiền đường Võ Văn Kiệt á, là ngang 13 mét, chạy dài 50 mấy mét, có thổ còn lại là cây lâu năm, giá đang kêu chốt là 8 tỷ rưỡi. Mình xin nhắc lại, đất mặt tiền Võ Văn Kiệt mình có một miếng ngang 13 mét, chạy dài vô 50 mấy mét, có thổ cư còn lại cây lâu năm thuộc giai đoạn 2, bên phía bên tay phải, và nó thuộc phường 1 thành phố Trà Vinh. Giá chủ đất chốt là 8 tỷ rưỡi. Còn miếng đất ngày hôm nay mình rao bán là miếng đất cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 150 mét. Còn nếu ai muốn mua mặt tiền đan thì mình có một miếng luôn ngay chỗ hẻm nhà nghỉ 36. Mình có một miếng mặt tiền đường đan ngay góc đó. Hẻm nhà nghỉ 36 thì nó ngang 6m4, dài 37m, full thổ cư. Cái miếng đó thì hiện tại đang kêu là 1 tỷ 550 triệu. Chạy thẳng một chút xíu thì sẽ bắt gặp được hẻm nhà nghỉ 36. Mình có một miếng ngay đó, 6m4, dài 37, full thổ, giá là 1 tỷ 550 triệu. Đây, miếng đất mình ngày hôm nay nhân vật chính là nằm trong phía đây. Khu vực dân cư đông, điện nước đầy đủ, đất full thổ cư, mua đất được tặng đất, giá hợp lý nha. Mua đất được tặng đất luôn. Mặt tiền đường nhựa, tặng mặt tiền đường đan, điện nước đầy đủ, gần trung tâm, gần chợ, gần phố ẩm thực, gần khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh, gần công viên trung tâm phường 1, giá chỉ có 1 tỷ 750 triệu. Thương lượng trực tiếp chính chủ thông qua số hotline 0909 840707, một cái số hotline làm nên tên tuổi uy tín. Gói là có
gọi là sẽ dẫn đi xem đất, yêu cầu giá tốt, giá rẻ, chốt nhanh, chốt lẹ thì sẽ được giá tốt, giá hời. Đây, trong đây có một cái căn nhà cũng tương đối khá là to nha. Đất của chúng ta được rao bán ngay chỗ cái bảng đó, đo ngược về bên phía bên tay trái, ngang 5m. Mình xin nhắc lại diện tích là ngang 5, dài 40. Diện tích thực tế sử dụng là ngang 5, dài 40. Diện tích trên giấy là ngang 5, dài 33. Bởi vậy tại sao mình có nói là mua đất tặng đất, mua 33m bề dài được tặng thêm khoảng 8m bề dài và mặt tiền đan phía sau. Mình bán thì mình bán trên giấy nha, là ngang 5 dài 33 full thổ, tặng thêm là ngang 5 dài 8. Giá chỉ có 1.750.000.000, hai mặt tiền, một mặt tiền nhựa và một mặt tiền đan. Đất này thuộc hướng gì thì để mình quay cho mọi người xem luôn. Rẽ về bên hướng bên tay phải đụng phố thật, rẽ bên tay trái đụng đường dành đai. Còn cái hướng là hướng gì thì để mình mở điện thoại lên cho mọi người xem. Này, chờ mình chút xíu nha. Đây, trong đây dân cư cũng tương đối khá là đông nha, điện nước đầy đủ. Hướng đất là hướng đông. Vâng, hướng đất là hướng đông, hướng mát, rất là mát luôn nha. Giá cả mình xin nhắc lại một lần nữa, 1.750.000.000, thương lượng 0909840707. Đây, ngang 5 dài 33, tặng thêm ngang 5 dài 8, tổng diện tích là ngang 5 dài 40. Mua xong có thể xin giấy phép cây xây dựng và cất cho mình một căn nhà thật là khang trang tại nơi đây. Đất này thì nó thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh. Giá mình xin nhắc lại một lần nữa, 1.750.000.000. Những ai muốn mua đất nền giá rẻ hoặc đất nền thì cứ việc liên hệ với mình, hoặc là đất công tại khu vực cầu ngang Châu Thành. Đất công thì nó dao động khoảng, cầu ngang thì nó dao động khoảng 150 cho tới 200 triệu một công. Còn đất Châu Thành thì nó dao động cũng tùy thôi, tùy theo vị trí thôi, có thể là 100 triệu hoặc 300 triệu tùy theo mặt tiền bờ kinh hay là đường nhựa, xa hay gọi là gần trung tâm. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, diện tích đất là ngang 5 dài 33 trên giấy, thực tế sử dụng ngang 5 dài 40, full thổ cư, giá 1.750.000.000, thương lượng 0909840707. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người đầu tư sinh lời. Sẵn đây mình nhắc thêm, ai đang có ý định mua đất lúa hãy chuẩn bị giấy xác nhận làm lúa hoặc là giấy không hưởng lương thường xuyên, chúng ta mới có thể sang tên chuyển nhượng trong vòng một nốt nhạc. Đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta sang tên đất lúa. Có rất là nhiều anh chị trên thành phố mua xong không sang tên được. Mua bán thì bình thường rồi đó, nhưng mà sang tên lại thiếu cái tờ giấy đó. Sang tên không được lại mất tiền. Rất là uổng nha mọi người. Thành thử ra mình nhắc nhở mọi người trên đây luôn. Còn đất này thì mình xin nhắc lại một lần nữa là ngang 5 dài 40. Trên giấy là ngang 5 dài 33. Full thổ giá 1.750.000.000. Liên hệ 0909840707. Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo.